hôm thứ Tư, Hyundai đã công bố tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021 một mẫu xe ý tưởng SUV chạy điện hoàn toàn mới có mọi thứ từ chỗ ngồi trong phòng chờ đến nội thất mà Hyundai gọi là nội thất vệ sinh. Một tính năng thích hợp khi chúng ta bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19. Xe ý tưởng đúng như âm thanh của chúng các bài tập về sự sáng tạo và công nghệ có thể chỉ ra một số phương tiện có thể có trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ vì một chiếc xe xuất hiện dưới dạng khái niệm tại triển lãm ô tô không có nghĩa là nó sẽ xuất hiện tại đại lý địa phương của bạn. Trong trường hợp này, Hyundai đã tạo ra một khái niệm SUV cỡ lớn. Trên một nền tảng thực tế, bạn có thể mua ngay tại đại lý. Khái niệm nội thất hợp vệ sinh, trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô khác đã giới thiệu các mẫu concept với nội thất tương tự như phòng chờ và ghế xoay 360 độ trong những ngày mà việc lái xe hoàn toàn tự động thực đối với công chúng, thì điểm độc đáo của mẫu concept 7 là các tính năng nội thất hợp vệ sinh. Đầu tiên, hệ thống dòng không khí vệ sinh có thể cô lập luồng không khí giữa hành khách phía trước và phía sau. Không khí đi vào thông qua các cửa hút trên đường ray mái và thoát ra khỏi xe qua các lỗ thông hơi trên bánh xe mà Hyundai gọi là chế độ thẳng đứng. Ở chế độ nằm ngang, hay những gì chúng ta thường coi là thông gió điển hình của xe, không khí di chuyển từ trước ra sau. Hyundai nói rằng hệ thống này sẽ hoạt động cho dù chiếc xe đang di chuyển hay đang đậu, và nó được lấy cảm hứng từ những hệ thống tiên tiến hơn được sử dụng trên máy bay. Ngoài luồng không khí điều chỉnh, Hyundai cũng giới thiệu khái niệm giữ nội thất sạch sẽ giữa hành khách và chuyến đi, vì tất cả chúng ta sẽ chia sẻ xe tự hành trong tương lai. Trong thời đại đại dịch, mối lo ngại này là rất thực tế, vì virus COVID-19 lây truyền qua các giọt đường hô hấp và bình xịt có thể tồn tại trong nhiều giờ trên mọi loại bề mặt bao gồm cả vải. Mẫu concept 7 có chu trình khử trùng bằng tia UVC chạy sau khi hành khách ra khỏi xe. UVC hay ultraviolet C ánh sáng là chất khử trùng cho không khí, nước và các bề mặt không xốp. Và FDA đã báo cáo rằng nó tiêu diệt được virus gây ra COVID. Ánh sáng UVC có thể làm bỏng mắt và da. Đó là lý do tại sao tất cả hành khách cần phải ra khỏi xe trước khi chương trình chạy. Ngoài luồng không khí tùy chỉnh và khử trùng bằng tia UVC, Hyundai cũng đã đưa vào những chi tiết thú vị như đồng có tính năng kháng khuẩn và vải được xử lý hợp vệ sinh để ngăn chặn sự lây lan của virus trong tương lai. Hyundai thậm chí đã bao gồm một thiết bị làm mới giày có thể làm sạch và khử mùi giày của bạn. Sạc thực và phạm vi Hyundai 7 Concept sẽ nằm trên nền tảng mô đun toàn cầu điện của Hyundai, hay còn gọi là EGMP. Nền tảng đó đã làm nền tảng cho các xe khác trong nhóm Hyundai Kia, như chiếc crossover chạy hoàn toàn mới IONIQ 5. Chiếc xe Hyundai sản xuất đầu tiên được xây dựng trên nền tảng này. Đó cũng là nền tảng mà Kia EV6 được xây dựng và sẽ là nền tảng cho các loại xe điện trong tương lai đến từ thương hiệu hạng sang thuộc sở hữu của Hyundai Kia, Genesis. Nền tảng cho phép EV sạc ở tốc độ 400V và 800V, trong trường hợp của các phương tiện thực tế như IONIQ 5, cho phép sạc từ 10% đến 80% trong vòng chưa đầy 20 phút với bộ sạc nhanh DC 350kW. Hyundai cho biết rằng nó có thể đạt được phạm vi hoạt động lên tới 300km từ gói pin 77,4kWh lớn hơn mà họ cung cấp. Trong khi các mẫu xe ý tưởng thường chủ yếu là đồ hơi, mẫu xe ý tưởng Hyundai 7 mang đến một sự pha trộn thú vị giữa tưởng tượng và thực tế, giúp thế giới có cái nhìn thoáng qua về những gì công ty nghĩ rằng tương lai có thể giữ cho ngành vận tải. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.